Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe Đạp Nhật Cần Thơ. Hôm nay mình quay video này giới thiệu với các bạn một con xe Touring thương hiệu Cannondale của Mỹ. Xe này là sản xuất tại nhà máy ở Đài Loan. Đó, thì con xe này sườn nhôm, càng nhôm hay là còn gọi là full nhôm á. Nói tóm lại là tất tần tật là những cái bộ phận của nó là trừ gọi là căm và đĩa lip là thôi, còn nó là bằng nhôm hết ấy. Con xe này thì rất nhẹ nhé. Hãng đã khi thiết kế hãng đã tích hợp sẵn hai cái những cái mấu để lên thang đĩa. Thì một số bạn rất thích con xe này. Hôm nay thì mình mới nhập được và mình đăng lên để các bạn cùng xem. Đây. Cái ghi đông của đây. Con này thì cái ghi đông của nó là ghi đông bắp chuối. Hàng nguyên zin luôn, chính hãng của Beton luôn. À xin lỗi, của Cannondale luôn. Đây ạ, kể cả cái pô tăng. Đây, đây. Cái logo của nó đây. Đó. Cái tay thắng và hàm thắng là Tecro nhé. Đây ạ, Tecro. Logo của Cannondale đây. Càng này bằng nhôm. Đây, càng này bằng nhôm. Đùm trước này và đùm sau là Shimano. Đó. Vành nhôm này là còn mới tinh này này, còn nguyên cả cái rãnh này, cả chưa có rãnh nhám vẫn còn này. Đó. Đây ạ. Made in Taiwan. Sản xuất. Đó, 700C. Vành cặp vành còn rất mới. Còn nguyên cái tạo ấy của hãng này, đó, còn nguyên. Đây. Cái chỉ tạo ma sát vẫn còn nguyên. Con này là sơn quần jean nhá, đây. Cái chữ của nó là nó bên ngoài nhìn rất đẹp đó. Các bạn nhìn thấy nó vân vân vậy à, nó chấm như vậy chứ không phải là do nó chảy à. Đây, mình bắt nét lại nha. Đó, những cái này vân cát này, nó sơn như sơn vân cát. Nhám, cái chữ này nhám này. Nó thổi dạng như hạt cát, nó xếp sát vào nhau vậy đó. Cong đeo, con này siêu nhẹ luôn, sườn siêu nhẹ. Đó. Đây, các cái gờ vân của nó cũng vậy. Tất cả những cái đường này nó như những cái sợi cát. Đấy, sát vào nhau. Đây, size của nó đây, Cong đeo size M. Cái giò đĩa này, cặp giò đĩa này của FA. Của FA Mỹ. Đây. Ở đây này, các bạn có thể ánh sáng mình zoom lại không được. Đó, đây này, nhưng mà ở đây nó có cái giật chữ là FSA này. Ở đây ngoài cũng còn nhìn thấy mờ mờ này. À, răng cỏ là còn ok. Đây. Cố bắt nét lại mình giữ in hình đây. Ok, đó. Răng cỏ còn rất ngon. Phòng lớn quá nhìn nó. Đây, mình để lại cái tỷ lệ bình thường để các bạn xem. 8 lít. 3 đĩa 8 lít. Cùi là Shimano Alivio. Giỏ đĩa này này, FA Mỹ này. Đây. Shimano. Đùm trước cũng Shimano nha. Tecro. Đó. Cái hàm này rất rộng nhé. Các bạn có thể xài vỏ loại là vỏ bự á. Xài vỏ khủng bố cũng được luôn. Đây, con xe này nó nhiều anh em chơi xe rất thích bởi vì nó tích hợp sẵn hai cái chỗ này để bắt thang đĩa này, xài thang đĩa dầu hay cơ đều được. Đó. Đây, đằng trước đây. Có hai cái chấu này. Đó, các bạn thấy không ạ? Mình nói là sơn hai chiều đều như nhau như lúc rồi. Đó.
không có vấn đề gì cả, tại mình làm biếng quay bên này thôi. Đây tem Nhật đây, mới tinh luôn này đó, sơn chứ không phải là đây. Nó tối mình nhấc xe ra xe vào mình làm biếng thôi. Đùm Shimano, yên này, yên zin nhá, yên zin còn nguyên chữ Canon đeo luôn. Đây này, không biết nó có lên được không nhưng mà ở bên ngoài nó rõ lắm. Đây, đó, chữ Canon đeo này. Mình bắt nét không có được, nó đang bị loa nắng. Đó, Canon đeo. Yên zin lành tít luôn, rất đẹp. Đây này, bên này cũng chữ luôn, Canon đeo này. Các bạn vẫn thấy, qua màn hình mình thấy nó mờ mờ nhưng mà vẫn nhận ra được, đó. Tại chả hiểu sao nó đang bị loa nắng, quay nó hiện tại bây giờ là đang ở giữa trưa. Giờ mới xong mới quay được. Rồi, ok. Size còn là size M nhé. Bắt nét lại nó tự nhiên nó... Đây, mình test cái chuyển động cho các bạn xem. Rồi, ok. Nhấc được ti bánh lên là chạy được. Cái cùi này các bạn yên tâm đi, cực kỳ ấy luôn. Rồi, ok. Đĩa đây, nó các bạn yên tâm đi, cái bộ đề này là cực ngon luôn. Đây, test cái đĩa cho mọi người xem nhé. Nó đang ở cái đĩa số 2, xuống cái số 3 này, lên số 2 lại này. Lên số 1 này, xuống số 2 này. Lên số 1 này, xuống số 2 này. Xuống số 3 này. Lên số 2 này. Lên số 3 này. À, lên số 1 này. Đó. Ok. Xe này ngon lắm. Chớn này. Chân chống nghiêng, cái bánh bị quăng. Khi nó chạy thì cái lực con tính nó quăng, chân chống nó yếu thì nó sẽ bị quăng như vậy đó. Bây giờ nó lực con tính nó giảm thì nó sẽ quay tròn như vậy đó. Okay.
Con xe này sườn của nó thiết kế rất đặc biệt nha, sườn to nhưng mà rất nhẹ. Đó. Đây, sườn của nó rất bự. Mình nhắc lại nha. Sản xuất tại nhà máy ở Đài Loan. Made in Taiwan luôn. Rồi ok, các bạn xem video mà thấy thích con xe này thì liên hệ với số 0939 056 797 để chốt đơn. Hoặc các bạn có thể vào trang nhật ký Zalo của mình, số 0939 056 797. Số này có Zalo, các bạn vào trong đó thì có thể xem được hình ảnh của xe. Giá xe và cân nặng mình sẽ để ở phần tiêu đề nhé. Con này mình cân chính xác lên cho các bạn xem nó bao nhiêu, nó nặng bao nhiêu. Còn bây giờ mình xin dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.